Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Dạng Ngọc Nhân Sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Thiên Đường Du Ký. Trong sách, ngoài việc tả chân phong cảnh thiên đường tươi sáng ra, còn có các vị tiên Phật khắp mọi từng trời ứng thiên thuyết pháp, hoa thơm đầy trời, sen vàng ngập đất, đại đạo quyền cơ tiết lộ không chút giấu giếm. Chúng sinh có phước gặp được sách này mong tĩnh tâm nghiên cứu học hỏi, gột rửa tính linh quay về nẻo sáng, thiên đường có lối, mau đi nẻo đạo thiện lành. Hồi 7, dạo sông Tam Thanh nghe Hòa Thượng Công thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Tam Thanh tứ chính pháp thông linh, ngũ khí triều nguyên chuyển đạo kinh, thủy quả tương giao hồi thánh giới, tu tâm sửa tánh thượng thiên đường. Dịch: Tam Thanh tứ chính pháp lào thông, ngũ khí triều nguyên đạo tỏ tường, nước lửa giao hòa về cõi thánh, tu tâm sửa tính tới thiên đường. Tế Phật, Tam Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. Đạo Đức Kinh nói, trời gồm thâu về một ắt trong, đất gồm thâu về một ắt yên, người gồm thâu về một ắt thánh, thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc minh, nhân đắc nhất tắc thanh. Thế mới biết Tam Thanh là sự sinh hóa của đại đạo nhất lý, tức là lẽ một của đạo lớn vậy. Bữa nay ta lại dẫn trò ngoan dương sinh dạo cõi trời để nghe giáo chủ Tam Thanh thuyết pháp. Tam Thanh là thánh cổ hỗ nguyên đạo pháp lớn vô cùng, cho nên người phàm học pháp ở thế gian muốn giao tiếp cùng quỷ thần ắt phải cung thỉnh Tam Thanh. Tứ chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính hành. Người ta phải lo giữ bốn chính này mới mong đắc đạo, cho nên có thể ví tứ chính là chiếc thang mây để leo lên cõi trời. Kẻ học pháp ở chốn thế gian thấy có mang phù hiệu chữ cương, sao bắt đẩu, ý là giữ dạng được bốn chính. Kinh chân chính không thiên lệch, thì thân chân chính mới giáng rồi sau mới kể tới phù hiệu. Sự hiển hách của sứ mạng linh thiêng chẳng thể đo lường được, nhưng tiếc rằng điểm này người đời phần đông không rõ. Sự diệu dụng của pháp, thầy chẳng thể nói nhiều được, con hãy nán đợi để xin linh bảo thiên tôn chỉ dạy tận tường cho. Dương sinh mau lên đài sen, chuẩn bị dạo cõi trời viết sách. Dương sinh, xin tuân lệnh, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật ngồi yên trên đài sen hoa tâm bừng nở. Chốn hồng trần khổ hải vì quá ham mê vui sướng nên sinh tai họa, ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tỉnh. Đạo quý Bồng Lai thiết lập đài cơ bút, tiên Phật cùng giáng, lý đạo siêu diệu chỉ dạy rành rẽ để cảnh tỉnh mê lầm, giáo hóa ngu muội, cứu độ thế nhân quả là tốt lành lắm thay. Dương sinh, thưa, mấy câu ân sư vừa chỉ giáo ý nghĩa thật thâm sâu. Tế Phật, văn nông ý sâu, nước cạn đã dễ bắt cá lại không tốn sức, cớ sao không vui vẻ làm theo. Dương sinh, thưa, nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ nên con sợ phí sức. Tế Phật, ha ha, chỉ có chiếc cần câu nhỏ lại muốn câu cá lớn, e rằng không những chẳng bắt được cá mà còn bị cá lôi xuống biển. Và vì nước càng sâu cá càng lặn xa, nên việc làm không những vô ích mà còn nguy hại. Dương sinh, thưa, lời thầy dạy quả là chí lý. À, phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn nước trong suốt, và không rõ tại sao trông giống như ba dòng nhập một. Tế Phật, vì đây là sông Tam Thanh, ở ngoài 33 tầng trời, cho nên còn gọi là Thiên Hà tức sông trời. Khúc này là đầu sông nên nước trong suốt, sáng ngời. Bữa trước vì chúng ta bay lướt qua, do đó con không thấy rõ cảnh sắc, bữa nay đứng ở đây con mới được nhìn tận mắt. Dương sinh, bị sông này ngăn đường làm cách nào vượt qua? Tế Phật, hoa sen mọc chốn bùn nhơ không nhiễm, bữa nay đem thả tòa sen này trên sông Tam Thanh sợ rằng nó không vượt qua nổi. Bởi lẽ hoa sen ưa thích nước ô uế, nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước trong sạch của sông này. Dương sinh, thưa con không được rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vì thiếu chất dinh dưỡng, bởi lẽ hoa sen chuyên hút thở vật ô uế để nuôi lớn cơ thể tinh khiết. Bữa nay sông Tam Thanh nước trong vắt tới đáy, thiếu tạp chất nên không thích hợp với hoa sen. Dương sinh, lý lẽ này con không hiểu nổi. Hoa sen là vật trong trắng tinh khiết, cớ sao lại chẳng thể thích hợp với nước sông trong sạch này. Tế Phật,
Con phải hiểu là hoa sen tượng trưng cho tiên Phật. Tiên Phật có thành được tiên Phật hay không còn tùy thuộc ở sự cứu độ chúng sinh dưới gầm trời. Bởi lẽ chúng sinh đều trầm luân trong cảnh tửu sắc, của cải, danh lợi, ái ân ô uế trần gian. Tới hồi đổ nát tan quan tiên Phật ắt phải thả thuyền từ cứu độ. Cho nên hoa sen sinh ở bùn nhơ khác nào tiên Phật sống giữa chúng sinh. Giả lại nếu như không có chúng sinh làm sao có tiên Phật nổi. Còn nếu như khi không có chúng sinh ắt cũng phải kêu tiên Phật là chúng sinh vậy. Cho nên hoa sen ở giữa chốn gió bụi nhơ bẩn nhưng vẫn bảo vệ được phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy thì hoa sen đã bị thối nát vì nước đục bùn nhơ mất rồi, chẳng còn mọc nổi cuốn lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch. Giả sử phàm tính của chúng sinh đều giống như nước trong sạch của sông Tam Thanh này, ắt là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tính tình trong sạch phẩm giá thanh khiết, bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất, tự mình hóa thân thành đóa sen là bởi kẻ hợp được Tam Thanh làm một, ắt là thánh vậy. Dương sinh, những điều ân sư vừa chỉ dạy thật là chí lý. Tế Phật, trời gồm thâu làm một được thì sinh nước. Nước đó chính là nước sông Tam Thanh rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tràn thế gian biến thành nước đục là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu, ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng thì có thánh nhân ra đời, Hoàng Hà trừng thanh chi nhật, thánh nhân xuất yên. Ý nói nước sông Tam Thanh nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ắt là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phàm. Dương sinh, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông đang đi trên mặt nước tới, không rõ người đó là ai. Tế Phật, đó là Hà Thượng Công, ông đi trên sông. Dương sinh mau tiến tới lạy chào ra mắt. Dương sinh, lạy mừng ra mắt Hà Thượng Công. Hà Thượng Công, miễn lễ. Người phàm tới sông trời, đã lén đến đây phải không? Dương sinh, thưa không, đệ tử vốn theo ân sư phụng chỉ dạo cõi trời viết sách. Bữa nay tới chốn này vừa được nghe ân sư thuyết pháp. Như vậy đệ tử đã đến một cách công khai đâu phải lén lút. Hà Thượng Công, đệ tử không có ý lẻn tới. Tôi cũng không ngại đệ tử đến lén. Song nếu bàn chân đệ tử không sạch mà bước lên mặt sông Tam Thanh ắt bị nhận chìm ngay, thì thử hỏi khi đó sẽ ra sao? Giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử. Đệ tử nghĩ sao? Dương sinh, xin đa tạ. Đệ tử cầu mong mãi mà không được. Giờ tự nhiên Thượng Công giúp bè cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn. Hà Thượng Công, tốt lắm. Nhớ xưa Hán Văn Đế tính ngài đã khiêm cung cần kiệm, nhân ái, hiếu để lại còn dốc tâm tu huyền mặc. Đêm ngày chăm chỉ đọc Đạo Đức Kinh, nhưng khổ nổi ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi. Tôi bèn hạ giáng kết bè lao trên sông, xưng là Hà Thượng Công để truyền đạo lớn cứu Văn Đế. Văn Đế lãnh hội xong liền sai sứ giả đến mời tôi tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong Đạo Đức Kinh. Tôi trả lời, đạo kính trọng, đức tôn quý, thường nhân không thể hỏi. Sứ giả trở về tâu lại với Văn Đế. Văn Đế liền thân hành tới lại quỳ hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt lặng thinh, giả bộ không nhìn thấy. Văn Đế lòng buồn rầu nhủ thầm, kẻ đó tuy có đạo, song chỉ vào hàng bề tôi của ta, cớ sao lại cao ngạo tới mức này. Đọc được ý nghĩ đó của Văn Đế, tôi bèn đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài lều tranh, bay vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, nói dội xuống, ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, há còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang, chuyển động cả đất trời. Văn Đế nghe xong trong lòng liền hối hận tự giác ngộ, cúi rạp đầu xuống đất tạ tội. Tất lòng chân thành cầu đạo của Văn Đế làm tôi cảm động, khiến tôi lại giáng phàm cứu độ Văn Đế. Bởi vậy tôi khuyên người đời nếu như có chí cầu đạo thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng, còn không sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới chốn này, tôi hết lòng quá độ cho, khỏi cần thắc mắc là bàn chân còn dính bụi hay không. Dương sinh, thẹn nổi chân đệ tử còn dính bụi quá nhiều. Hà Thượng Công, từ hậu muốn tới đây phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này. Dương sinh, sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch. Hà Thượng Công, không tới sông Hoàng Hà tâm không chết, tới được sông Hoàng Hà tâm chết lại hồi sinh. Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử, nhất đáo Hoàng Hà tử hữu sinh. Tế Phật, này trò ngoan Dương sinh,
thầy sẽ chỉ dạy cho con phép tẩy rửa đôi bàn chân nhơ nhớp ấy sạch sẽ nhẹ nhàng. Như vậy hẳn là con được yên lòng. Hà Thượng Công, sự nhớp nhơ để không lợi, làm cho sạch đi được thì hay lắm, nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn bảo tồn được vẻ sáng. Còn không sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm, phải cẩn trọng điểm đó. Dương Sinh, à, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi. Tế Phật, đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này diệu dụng chưa? Hà Thượng Công, đúng vậy, nước sông Tam Thanh cực kỳ diệu dụng, chỉ tiếc rằng người đời không biết tới. Thuở ban sơ, Tam Thanh do một khí biến hóa ra, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh tinh chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết vì người ta thuở mới đầu thai, ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là Mộc Công, mẹ là Kim Mẫu, dục quả, lửa dục là quả tinh, tinh huyết là thủy tinh, hoàng lão là bà, tương giao biến hóa thành bào thai rồi sinh ra người. Do đó, nước sông trời rớt xuống phàm trần, chảy tràn núi Côn Lôn, tuôn ngập sông Hoàng Hà, thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu, cho nên đất có thể sinh ra nước là do công của hoàng lão và tạo hóa vậy. Tinh nước lúc mới thành hình giống như con nòng nọc, tính thuộc dương giao cảm cùng tính âm trong nước hóa thành loài ếch nhái. Cho nên sự tiến hóa của nhân loại cũng cùng một cái lý là người do khí âm dương giao cảm mà sinh ra, đạo trời làm nên người nam, đạo đất làm thành người nữ, con ngài hóa thành con bướm, nòng nọc hóa thành ếch nhái, hạt giống thành rau thành cây. Sự hóa sinh của dạng vật không ngoài ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do đó ngũ lão đã có công sinh ra loài người cùng dạng vật vậy. Nếu như còn có điểm hoài nghi thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm, hẳn là sẽ rõ lời nói của tôi chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo trước tiên phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành, giống như lìa bỏ mầm mống chủng tử ắt là dạng vật không sinh không diệt, khi đó mới có thể trở về nguồn cội hư vô. Ngược lại nếu không thoát khỏi mầm mống này sẽ thành chủng tử luân hồi sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, một quá hai, hai quá ba, ba quá bốn, bốn quá năm. Một gốc chia thành muôn ngàn cái khác biệt, ý niệm dục cầu của người nảy mầm tức thì thành chủng tử luân hồi. Cho nên nói, lòng dục cầu nổi lên ắt sinh tử nối tiếp, ý niệm sinh ắt luân hồi sinh. Chủng tử có thể trồng ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Phi Châu cùng muôn ngàn nước khác, song chỉ vì ngũ hành, khí hậu, thủy thổ cùng hình thái sinh trưởng khác biệt, cho nên ngày nay mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài mà tìm về nguồn gốc. Thế giới vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế ban đầu gieo xuống hóa thành, cho nên tu đạo là gom năm phương về Tam Thanh, thâu Tam Thanh về một khí, vượt sông Tam Thanh trở về nguồn cội ban sơ, mà đạt thành đạo quả thượng thừa vô cực, siêu thoát khỏi tam giới, cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình, có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên. Công năng sáng tạo dạng vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy, người đời há chẳng kính trọng và bái phục sao? Tế Phật, cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ. Dương Sinh, phía trước có một vị đạo trưởng đi tới, dung mạo rất còn trẻ trung, qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới, không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết rõ về thiên cơ chăng? Hà Thượng Công, vị đó là đạo trưởng Thanh Dân. Dương Sinh có thể hỏi đạo. Dương Sinh, xin hỏi đạo trưởng, ngài từ phương nào tới? Thanh Dân, tôi từ cung Thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tôn. Bữa nay được rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dạo cõi trời hỏi đạo, lòng tôi rất phấn khởi cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo lần lần thiếu trí kiên trì thành luật mất nghiêm, mỗi mỗi đều lầm lẫn tới lầm lẫn lui, cuối cùng trở thành vô phương cứu giảng. Thượng Đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ thiên cơ để chúng sinh thức tâm tu luyện hầu vượt sông Tam Thanh. Còn như tôi tu đạo này chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự theo ba tiêu chuẩn dưới đây. 1. Thiên Thanh, đầu người là trời có ẩn dấu quyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nhiệm linh thiêng.
bình thường cửa đó đóng kín mít nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó ra, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, trừ khử ý niệm tham dục, ắt thần trí sáng ngời. Đài Linh Thiên thông giới cõi trời, một sớm dứt bỏ tam thốn khí, tức ba tấc khí ô trược, để chân linh phơi phới bay thẳng tới thiên đường. Như thế gọi là thiên thanh, tức trời trong dậy. 2. Địa thanh, bụng của cơ thể người là đất, tỳ dị thuộc thổ, ăn ngũ cốc để nuôi sống, bỏ thịt cá để giữ vệ sinh trong bụng được sạch sẽ thanh tịnh, không chất chứa thịt cá thối tha. Ba tấc trược khí dứt, thanh khí trở về lúc ban đầu, thần linh ắt về lại đất tỉnh. Như thế gọi là địa thanh, tức đất trong dậy. 3. Nhân thanh, hạ bộ của cơ thể là người, tình dục nam nữ phát động, ắt tinh huyết của họ tiết ra. Không phải vợ chồng mà bày trò dâm dục gọi là tà dâm. Tà dâm ắt loạn âm dương, chà đạp nhân luân. Tinh huyết là gốc rễ của loài người, đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn cùng quỷ diệt chủng tử thiên liêng, tức là sát hại sinh linh. Tinh huyết hỗn độn ắt nước sông dẫn đục, để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục có câu: chỉ thích chuyện lá gió cành chim, chẳng thích chuyện tiên. Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan, tánh dâm dục nảy nở, thần phách nát nhào, hồn ma xâm nhập. Gốc dâm của cá nhân phát sinh từ dưới đáy sâu biển cả loài người, vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã nhơ bẩn bài tiết ra, nên khi sống mục lặng ở đó, sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như thanh tẩy được dâm căn hóa thành thiện căn, gạn lọc được khổ hải hóa thành đạo hải, ắt hẳn lòng dục dứt tuyệt. Thiên lý lưu hành, ba tấc khí trược dứt tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo mà về tới được thiên đạo. Tuy nhiên những kẻ tu hành trên đời ai nấy có chí tu đạo, tiếc rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự giam mình mãi trong chốn hang hốc ngòi lạch. Cho nên sau khi chết bị sóng dục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục, đày đọa chốn địa ngục để rồi lại đầu thai cõi thế, chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ bề trên ban ơn cứu độ để chúng sinh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, dung bồi được thanh khí, hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người là thượng, trung, hạ, bị bế tắc được khai thông, tức thì vượt qua sông Tam Thanh chứng ngộ đạo quả vô cực, về được nơi thánh cảnh Tam Thanh. Trái lại, công quả mặc dầu nhiều sau khi chết vẫn phải nhờ linh quang của tiên Phật gia hộ, cũng chịu sự nhồi nặng tinh luyện lại, cho tới khi nào tâm tính đạt mức nhuần nhuyễn chân chất mới có thể cất bước đi lên nổi. Mong ước chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ điểm này. Dương Sinh, cảm tạ đạo trưởng Thanh Dân đã ban lời vàng ngọc, mỗi tiếng mỗi câu dư âm thánh thoát cần phải lắng nghe để thực hành nghiêm chỉnh. Tế Phật, thời giờ đã trễ, tôi phải dẫn đệ tử trở lại thánh hiền đường, xin cáo biệt nhị vị thượng tiên. Hà Thượng Công, chớ quá khách sáo, mong gặp lại. Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 8. Lại dạo cung Thượng Thanh nghe Linh Bảo Thiên Tôn thuyết pháp. Phật sống Tế Công. Giáng ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Mùi 1979. Hơ. Thiên đường thắng cảnh dị thường gian, tuyệt hảo phong quang khí tượng hoàng, đạo tặc ký vô môn bất bế, tiên chân vấn đạo khấu thiền quang. Dịch: thắng cảnh thiên đường khác thế gian, phong quang tuyệt hảo vẻ khôn bàn, bởi không cướp trộm nhà thường ngõ, hỏi đạo thánh tiên lạy cửa thiền. Tế Phật, đời sống vật chất ở thế gian hiện được đề cao quá mức, nên có nhiều kẻ đã ở nhà gạch kiên cố, tường lại còn bọc thép để tự giam mình ở trong. Tuy cướp trộm không vào được nhưng mỗi đêm khó bề đóng nổi cửa phòng tâm, vì bọn giặc tình dục phiền não luôn luôn rình rập. Trái lại các loại lầu gác ở chốn thiên đường cửa đều bỏ ngỏ mà trộm không lén vào, cướp không phá phách. Do đó mà tâm thần an nhiên tự tại, phong cảnh thảnh thơi nhàn hạ, đời sống thư thái như vậy há chẳng ham thích lắm sao? Hãy tới đó đi, chớ có ngại ngùng. Dương Sinh mau lên đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo cung Thượng Thanh, bái kiến Linh Bảo Thiên Tôn lần nữa. Dương Sinh, thưa hay lắm, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới cung Thượng Thanh, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh,
Chỉ trong thoáng giây, cung Thượng Thanh quả nhiên đã hiện ra trước mắt. Hào quang của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát xoay chuyển không ngừng, lóa cả mắt con. Tế Phật, phải trấn tĩnh tinh thần, tâm không được hoang mang. Dương Sinh, thưa dân, hiện thời tâm con đã tạm yên ổn, lại mừng ra mắt Đức Linh Bảo Thiên Tôn. Thiên Tôn, miễn lễ, hai vị bữa nay lại tới cung Thượng Thanh, rất đổi hoan nghênh. Lần trước hai vị tới đây vì thời giờ eo hẹp, tôi chỉ mới dẫn chứng sơ lược về 36 sao thiên cương cùng 72 sao địa sát, chưa giảng rộng được về đạo pháp. Bữa nay tôi xin tường thuật tỉ mỉ về Linh Bảo Đại Đạo để hóa độ thế nhân, mời hai vị qua xem cung điện bên cạnh. Dương Sinh, cảm tạ Đức Thiên Tôn. Tới đại điện thấy bốn chữ lớn Linh Bảo Hoàng Nguyên ánh vàng tỏa chiếu sáng ngời, song không hiểu ý nghĩa ra sao. Thiên Tôn, hãy nán đợi chút nữa sẽ rõ. Dương Sinh vào trong điện, thấy hoàn toàn trống rỗng, trong suốt tựa thủy tinh không vướng một mảy lông, vắng lặng vô cùng. Thiên Tôn, vì thần của mắt Dương Sinh chưa được trong, còn mắt tôi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy rõ hết. Dương Sinh, Đức Thiên Tôn chỉ phủi nhẹ một cái mà cảnh vật trước mắt con biến sạch, chỉ còn thấy một viên ngọc trắng sáng bay lượn trước mắt tỏa chiếu rạng ngời, quay tích, không rõ vật đó là vật gì. Thiên Tôn, ha ha, đó là nguyên linh của Dương Sinh. Ngay cả tam tài nếu như thiếu ba khí thiên liêng của thiên linh, địa linh, nhân linh, ắt là trời sập, đất tan, người diệt. Chân linh vô cùng thiên liêng quý báu cho nên gọi là linh bảo. Thần ở trong con người, tất cả đều linh thiêng quý trọng đối với tam tài. Tuy tôi coi sóc đạo pháp tiên thiên, song muôn pháp vốn do Thái Thượng Lão Quân ban hành. Ở thế gian kẻ dùng pháp phải bái thỉnh tam thanh, người chế pháp phải là người anh linh vì cần tập trung tinh thần, trời trong, đất yên và người phải linh ứng. Vì nếu không thế thì gặp lúc thiên tai, địa biến, người làm sao an định nổi. Cho nên hạnh của pháp cứu độ quý ở tâm thần chí thành chí thiết. Tam thanh có hợp tứ chính thì linh khí trời đất mới thông suốt vậy. Đạo pháp sở dĩ diệu dụng được là nhờ ở chỗ dám cả gan, lớn gan thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu, không gan thì pháp cũng không. Dương Sinh, thưa có thể truyền được cách giúp cho có gan để sử dụng pháp chăng? Thiên Tôn, a ha, điều đó xin miễn. Sử dụng được gan tốt lành thì tâm tốt lành, sự giúp đỡ đó là lòng trung dạ nghĩa. Gan mật lớn thì bao trùm được cả trời và diệu pháp của nó vô biên vô tận. Dương Sinh, thì ra nguyên lai là như vậy, tâm pháp thực tại diệu dụng vô cùng. Thiên Tôn, chúng sinh hiện thời không chịu bồi dưỡng tâm địa, kẻ học pháp phần lớn cống cao ngạo mạn, duy ngã độc tôn, bạn đạo có kẻ còn đố kỵ, ganh pháp tham của, hiếu dâm hiếu sắc chẳng chịu tuân theo pháp thức, thi hành pháp một cách bừa bãi, chuốc tà hại người, phản bội lời dạy của sư tổ. Loại người này sau khi chết ắt bị căn cứ theo lời nguyền mà chịu tội đày đọa địa ngục mắc lưới trời, lưới đất chịu khổ hình, hoặc bị luân hồi qua các kiếp sâu bọ, cá tôm, gà dịch, trâu bò cùng người ngợm để nhận các nghiệp quả ác báo. Còn nếu như theo pháp một cách nghiêm chỉnh, thi hành pháp để giúp đời cứu người thì phải giữ đúng 10 điều giới cấm dưới đây. 1. Không giết chóc, miệng và bao tử chớ tham. 2. Không tà dâm xâm phạm vợ người. 3. Không trộm cướp chiếm đoạt của phi nghĩa. 4. Không lừa gạt, chẳng nói lời gian dối. 5. Không say sưa, thường suy tư, lẳng lặng làm. 6. Thân quyến họ hàng chẳng ghét bỏ một ai. 7. Thấy việc thiện của người hết lòng giúp đỡ. 8. Thấy mối lo của người làm phước giúp dùm. 9. Bị người xử ác không để tâm báo thù. 10. Lòng luôn luôn lo lắng rằng chúng sinh chưa đắc đạo thì đạo của mình chưa thành. Nếu như kiên trì giữ đúng được những điều luật răn cấm trên, người học đạo học pháp nào cũng được chứng quả thành đạo. Nay may mắn gặp kỳ phổ độ chúng sinh phải chăm lo nghe đạo, tu đạo. Ngược lại nếu lỡ một dịp may, sau có hối hận thì đã muộn. Tôi đọc một bài thơ đạo để thân tặng như sau. Thơ: cửu u khảo đối vô nhàn nhật, trú dạ thường văn thụ khổ thanh.
giai do tiền sinh bất niệm thiện. Tử hậu tương khiên nhập thiết thành. Ngưu đầu bản tự vô tình giả. Ngục tốt hà năng hữu từ hành. Thiết hoàng diêm diêm sung cơ nổi. Đồng điểu phi lai chát nhãn tình. Quan gia trái chủ vô đầu sổ. Nhất nhất thù hoàng nghiệp báo minh. Sinh thời bất khắc thân tam bảo. Tử hậu hà năng miễn cửu u. Nhất đọa vô minh trường dạ ngục. Thiên niên bất ngộ tử sinh do. Thiết sàng trú dạ thường như quả. Kiếm thụ chi điều bất thức thu. Đề khóc chúng sinh tịnh ngạ quỷ. Quán tăng ngục tốt giữ ngưu đầu. Đao sơn lãnh lãnh thương thủ túc. Lô tháng diêm diêm thảm khốc nhân. Dạng bác thiên kiếp vô quy nhật. Túng xuất hoàng sinh cẩu trư thân. Di nhân bất khẳng hành phương tiện. Tác quý hà duyên hữu thiện nhân. Thử thị tam đồ bát nan xứ. Ưu bi khổ não hướng thùy trần. Nhất niệm ảo thân tịnh hư giả. Tứ đại ngũ thể bản phi chân. Tam bách lục thập toái cốt tiết. Bị nhục hợp thành nùng huyết thân. Niệm niệm vô thường hằng bất trú. Tiêu tịch phiền não loạn tâm thần. Phụ mẫu thê tử quyền tương ký. Huynh đệ tỷ muội thiếu thời nhân. Nhất chiêu khí đoạn quy không khứ. Bách hài lạng hoại tổng thành trần. Túng hữu nam nữ đầu biên khóc. Chung nan cứu bạc miễn trầm luân. Các tự khuyến tu kim nhật thiện. Thiện mặc lưu tài phó hậu nhân. Dịch cõi âm phủ triền miên khảo đảo. Suốt ngày đêm ảo não thở than. Thay vì lúc sống gian tham. Chết đi ngục sắc giam cầm khổ đau. Quỷ đầu trâu nào đâu thương xót. Quân coi tù há tốt được sao. Xích xiền lửa đói thét gào. Chim đồng bay tới mổ vào mắt sâu. Nợ oan gia đứng đầu sổ cái. Bao oán thù nghiệp phái trả xong. Sống không vì đạo hết lòng. Chết nào tránh khỏi mắt tròng quỷ dương. Đọa tối tâm đêm trường tù ngục. Chịu luân hồi cả ức triệu năm. Tháng ngày giường lửa ngồi nằm. Cành cây sắc nhọn kiếm đâm rã rời. Tiếng rên xiết lũ người ma đói. Lời oán than bọn quỷ đầu trâu. Chân tay rơi rụng thảm sầu. Lửa thiêu dao chém còn đâu thân mình. Muôn ngàn kiếp khổ hình đầy đọa. Được đầu thai cũng quá chó heo. Làm người chánh đạo chẳng theo. Tới khi thành quỷ pháp nào độ cho. Chốn địa ngục nỗi lo đầy đọa. Nẻo luân hồi biết tả cùng ai. Thân giả tạm sẽ xa rời. Ngũ hành tứ đại tơi bời nát tan. Nắm xương khô cho tàn xác nọ. Mớ thịt da máu mủ thân kia. Phút giây tan tác chia lìa. Hồn đau giọt lệ đầm đìa sớm hôm. Nghĩa đoàn tụ vợ con bố mẹ. Tình sung dày anh chị một nhà. Sớm nào nhắm mắt cách xa. Xác thân rửa nát thành tro quá buồn. Dẫu con cái khóc than níu lại. Song người thân vẫn phải đọa đầy. Trao dồi đạo pháp mỗi ngày. Chớ vì danh lợi tiền tài bỏ quên. Tế Phật, nghe lời dạy của Thiên Tôn. Dương sinh xúc động lệ tuôn trào. Người đời nếu như được nghe bài thơ đạo cảnh tỉnh thế gian này, hẳn là những ai có tâm huyết sẽ rất cảm kích. Theo gương đó lo tu đạo để sớm lên cõi thiên đường. Thiên Tôn, tôi sẽ hướng dẫn nguyên linh của Dương Thiện Sinh trở về nguồn cội. Dương Sinh quả nhiên chẳng còn thấy viên ngọc chiếu sáng trước mắt nữa. Thiên Tôn, đã có một đấng linh bảo Thiên Tôn ngụ tại tâm con. Vì nguyên linh của mỗi người chính là bậc Thiên Tôn của mình, cho nên mới nói muôn pháp do tâm đẻ ra, vạn pháp do tâm sở sanh. Muốn độ kẻ nguy nan, ác phải tìm biện pháp giải quyết. Bởi vậy pháp đã do tâm mà có. Tâm chính ác pháp chính, có thể đạt được kết quả tự phát triển đạo. Ngược lại tâm tà ác pháp tà, chắc chắn sẽ hại người tổn đức. Người đời lần lần cầu pháp chẳng đắc pháp, cầu đạo không đạt đạo, bởi vậy nói đạo cao rồng cọp chầu, đức nặng quỷ thần phục là cách diễn tả tượng trưng cho sự đắc pháp đạt đạo. Bởi vậy ta khuyên người đời chớ nên bỏ tu đạo đức để cầu giỏi pháp thuật thần thông như những bậc vĩ nhân chẳng hạn. Mặc dù bản thân các vị đó không có pháp thuật,
nhưng lúc nào cũng được thần linh gia hộ. Đó chính là được pháp bảo vệ. Học đạo cũng giống hệt vậy. Chỉ cần kiên tâm tu đạo, nhẫn nại chịu sự hành hạ của ma quỷ, một sớm công đức sâu dày, điển quang sung túc, tự nhiên ma quỷ lánh xa, hẳn là dẫn quả quy nguyên. Dương Sinh, thưa tại sao gọi là dẫn quả quy nguyên? Thiên Tôn, tu đạo nếu như chịu luyện quả khí, tất nhiên khí nóng sục sôi bay thẳng lên cao, thanh nhẹ trở về nguồn cội. Còn nếu như tâm trí không kiên định, quả khí nguội ngắt, tất nhiên khí lạnh xuống thấp mà sinh ra đọa lạc. Vì muốn phổ độ chúng sinh, tôi đặc biệt lên đài giảng về kinh Linh Bảo Định Quán, tức cuốn kinh chỉ dạy phép yên lặng để xét thấu chân tâm thiêng liêng quý báu. Linh Bảo Định Quán Kinh. 1. Phù dục tu đạo, tiền năng xả sự. Dịch: kẻ muốn tu đạo, trước phải dứt bỏ lòng trần. Giảng: sửa đổi tâm tính gọi là tu đạo, không nhiễm trần trược gọi là xả sự. 2. Ngoại sự đa tuyệt, vô giữ ngổ tâm. Dịch: diệt trần dứt hết, chẳng còn động tâm. Giảng: ngoại sự là diệt ngoài đời, tức lục trần, cần phải tránh xa. Lục trần gồm sắc, thanh, tiếng, hương, vị, xúc, đụng chạm, pháp, phép. Không được nhiễm sáu thứ nói trên gọi là đa tuyệt, dứt sạch. Quên được tâm ở trong và cảnh ở ngoài gọi là vô giữ ngổ tâm, tức không để cho tâm ngang ngược. A. Nhiên hậu an tọa, nội quán tâm khởi. Dịch: rồi sau mới ngồi yên xét thấu chân tâm. Giảng: các nỗi buồn phiền đã hết, ngồi mới được yên. Nếu thấy một ý niệm dấy lên, ắt phải lo trừ diệt ngay, để cho tâm được hoàn toàn yên tịnh. Tâm trí huệ bừng sáng trong nội giới gọi là nội quán, tức xét thấu chân tâm. Ý niệm chưa diệt trừ được hết gọi là tâm khởi, tức tâm dấy động. Ý niệm trước dấy lên, cảm giác sau theo liền. Do đó nếu diệt được tâm, ắt cảm giác mất ngay, nên gọi là trừ diệt. Phàm tâm không dấy là an, cảm tính không động là tỉnh, do đó gọi là an tỉnh. 4. Kỳ thứ hữu tham trước, phù du, loạn tưởng diệt tận diệt trừ. Dịch: kế đến có tham lam, trôi nổi, nghĩ sằng thảy diệt trừ hết. Giảng: tâm không dấy động, vọng niệm đã mất, vọng tưởng không sinh, không còn gì để mà tham nữa gọi là diệt trừ. 5. Trú dạ cầm hành, tu du bất thế. Dịch: đêm ngày chăm lo công phu, phút giây không ngừng nghỉ. Giảng: lời nói ban ngày trong, ban đêm đục, trong đục cả hai không còn, đêm ngày lo tu không có gián đoạn, nên gọi là bất thế, tức không bỏ. 6. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm. Dịch: chỉ trừ tâm động, không trừ tâm sáng. Giảng: nghĩ rằng phân biệt nọ kia là động tâm, nếu thức tâm đuổi được nó đi gọi là diệt, tức dẹp bỏ. Tâm trí huệ luôn luôn chiếu sáng không chút gián đoạn, nên gọi là bất diệt chiếu tâm, tức tâm chiếu sáng đời đời. 7. Đảng ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm. Dịch: chỉ chuyên chú tâm không, chẳng chuyên chú tâm trụ. Giảng: ngưng có nghĩa là chuyên chú, tâm chẳng dấy động gọi là không tâm, tức tâm trống rỗng. Không chấp trước bất cứ điều gì gọi là bất ngưng trụ tâm, tức không chuyên chú tâm trụ. 8. Bất y nhất pháp, nhi tâm thường trụ. Dịch: không ỷ lại vào bất cứ một pháp nào, mới mong tâm đứng vững hoài hoài. Giảng: nếu chỉ ôm riết một pháp là trước tướng, tức giữ mãi cái xác chết mà bỏ mất cái hồn sống. Tâm phải không chấp pháp mới khỏi ỷ lại và tự đứng vững một mình. Hiện có mà vẫn lặng thinh coi như không có kêu là thường trụ, tức mãi mãi còn đó. 9. Nhiên tắc phàm tâm tháo cạnh, kỳ thứ sơ học tức tâm thậm nan, hoặc tức bất đắc, tạm đình hoàng thất. Dịch: phàm tâm luôn tranh giành, kẻ mới học đạo trừ nó rất khó hoặc trừ không nổi, nhưng nếu bỏ qua coi như không có, ác nó tự mất đi. Giảng: tính quen phiền não tuy có thể diệt trừ, song kẻ mới học đạo sức định thần chưa có, nên trừ diệt nó rất khó. Nếu như biết tạm ngưng sự cố gắng diệt trừ nó thì tự nhiên nó mất đi. 10. Khứ lưu giao chiến bách thể lưu hành. Dịch: tranh giành qua lại đẻ ra trăm cái xấu. Giảng: tâm mới chớm nhiễm cảnh, cảnh đã nhào tới trói buộc tâm,
thành ra tâm và cảnh cùng bị nhiễm. Ý niệm tham dục và đạo đức cả hai đều khó cắt đứt, khó ruồng bỏ, nên tánh đó luôn luôn giao chiến với nhau. Tánh vọng niệm nếu như không trừ được, tự nhiên nó đẻ ra hàng trăm ngàn tánh xấu khác, nên gọi là bách thể lưu hành muôn thứ tánh hoành hành. 11. Cửu tinh tư, phương nải điều thực, vật dĩ tạm thu bất đắc, toại phế thiên sinh chi nghiệp. Dịch: kiên nhẫn suy nghĩ kỹ càng mới có thể thuần thục chính chắn, chẳng thể vội vã thâu lượm kết quả để rồi ngàn muôn đời nghiệp đạo chẳng thành. Giảng: định được tâm không để cho nó động, ắt là khế hợp được nó với chân lý thường tại. Không dứt tuyệt được ý, sự nghiệp tu đạo có cả ngàn kiếp cũng phế bỏ. Tu đạo giống như xào rau, lửa thiếu, mắm muối không nêm ắt sẽ nhạt nhẽo. Sống sượng tất nhiên phải làm lại một cách cẩn thận, mùi vị mới thơm ngon. Nếu như không kiên nhẫn nổi, tức là tự hủy hoại muôn ngàn đời nghiệp đạo chẳng thành. 12. Thiểu đắc tỉnh kỹ. Dịch: mình còn thiếu thanh tĩnh. Giảng: mới thanh tĩnh chưa phát được huệ, cho nên gọi là thiểu đắc tỉnh kỹ, tức mình thanh tĩnh chưa đủ mức. 13. Tắc ư hành lập tọa ngọa chi thời. Dịch: vẻ uy nghi được biểu lộ vào những lúc đi đứng nằm ngồi. Giảng: đi đứng nằm ngồi là những cử chỉ biểu lộ bốn tư thế của kẻ tu hành. 14. Thiệp sự chi xứ, huyên náo chi sở. Dịch: chốn giao tiếp, nơi ồn ào. Giảng: sự giao tiếp biểu lộ rõ các vẻ của tính, mọi tâm đều dấy động, gọi là chốn gây huyên náo. 15. Giải tác ý an. Dịch: phải làm cho ý yên định. Giảng: bỏ loạn theo yên gọi là tác ý, tức dẹp ý, vì ý là thức thứ bảy hay phân biệt nghĩ ngợi. Đạt được sự hòa nhã gọi là an, tức yên tịnh. 16. Hữu sự vô sự, thường nhật vô tâm xứ, xứ tỉnh xứ nguyên, kỳ chí duy nhất. Dịch: cái có cái không đều trở về cõi hư vô, chốn yên chốn động cuối cùng hợp làm một. Giảng: có và không ràng rịch lẫn nhau, lặng thinh được thì cả hai đều tan biến, muôn pháp không hai duy chỉ một. 17. Nhược thúc tâm thái cấp, tắc hữu thành bệnh, khí phát cuồng điên, thì kỳ hậu giả. Dịch: nếu như bó buộc tâm gắt quá, ắt sinh bệnh, quốc khí thành điên cuồng, đó là nguyên do. Giảng: tâm thiên lệch thành chấp trước nên gọi là thúc tức bó buộc. Tâm hướng ngoại bị hình danh sắc tướng bên ngoài lôi cuốn riết sinh điên cuồng. Bởi vậy kẻ tu đạo phải thâu tâm về, không được cố chấp tính nóng nảy, nếu làm sai ắt sinh bệnh. 18. Tâm nhược bất động, hữu tu phóng nhiệm, khoan cấp đắc sở. Dịch: nếu tâm bất động, phải lo thả lỏng, mau chậm đúng lúc. Giảng: theo định phát huệ gọi là phóng nhiệm, tức thả lỏng. Định và huệ cùng hòa hợp gọi là đắc sở, tức thấu đạt. Đạo tu tâm cần phải thâu mở tự nhiên. 19. Tự hằng điều thích. Dịch: luôn luôn tự điều hợp thích nghi cùng hoàn cảnh. Giảng: định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Định huệ được dùng đúng mức gọi là điều thích, tức là tự mình điều hợp sao cho thích ứng được với mọi trạng huống. 20. Chế nhi bất trước, phóng nhi bất động, xử huyên vô ố, thiệp sự vô não giả, thử thị chân định. Dịch: gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Giảng: vắng lặng mà vẫn tỏa sáng, tỏa sáng mà vẫn vắng lặng, không dùng mà dùng luôn, dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tính định chân thực. 21. Bất dĩ thiệp sự vô não, cố cầu đa sự, bất dĩ xử nguyên ố, cưỡng cầu tự nguyên. Dịch: không khiến được sự giao tiếp vui vẻ nên sinh lắm chuyện, vì muốn một cách gượng ép nên sinh rối rắm. Giảng: thói quen trần trượt phải luôn luôn chế ngự nó, không được thả lỏng khiến sinh ra phiền phức. 22. Dĩ vô sự di chân trạch, hữu sự di ứng tích. Dịch: lấy sự không phiền toái làm nơi trú ngụ đích thực, gặp trở ngại phải giải quyết một cách êm xuôi. Giảng: thấy được bản tính hư không vắng lặng mới hết ồn ào phiền toái, và chỉ có nơi đó mới là căn nhà đích thực. Trí huệ sử dụng được hết mức thì gặp trở ngại nào cũng đều qua khỏi,
nên gọi là ứng tích, tức ứng hợp đúng cách. 23. Nhược thủy kính chi vi giám, tắc tùy vật nhi hiện hình. Dịch: nếu lấy gương nước để soi, ắt mọi vật đều hiện rõ. Giảng: bản tâm vắng lặng trong như gương nước, phản chiếu không cản trở, muôn vật đều lộ rõ, gọi là hiện hình. 24. Thiên xảo phương tiện, duy năng nhập định. Dịch: mọi phương cách muốn giỏi chỉ nhập định mới có thể. Giảng: muôn pháp vốn trống rỗng, vắng lặng không chút lay động nên gọi là nhập định. 25. Huệ phát trì tốc tắc bất do nhân, vật lệnh định trung cấp cấp cầu huệ, cấp tắc thương tính, thương tắc vô huệ. Dịch: huệ phát mau lẹ ắt chẳng bởi người, trong khi định chớ gấp gáp mong có huệ, gấp gáp ắt làm thương tổn tới tính, thương tổn ắt không có huệ. Giảng: muốn biết rõ một cách gấp gáp chân định liền mất, ham liên lụy các hình tướng tâm tính bị thương tổn, nên nói vô huệ tức không có trí huệ. Do đó phải thể hiện đạo một cách tự nhiên, đạo mới tự sống còn dậy. 26. Nhược định bất cầu huệ, nhi huệ tự sinh, thử danh chân huệ. Dịch: nếu như định mà không cầu huệ thì huệ mới sinh, đó gọi là chân huệ. Giảng: tâm vốn vắng lặng diệu dụng vô cùng, nên rất dễ phát sinh chân trí huệ. 27. Huệ nhi bất dụng, thực trí giả ngu. Dịch: có huệ mà không dùng tới, thực biết rõ mà như dốt. Giảng: hiểu được vô phân biệt tức không so đo nên gọi là bất dụng, tức không dùng tới. Ẩn giấu tài năng nên gọi là nhược ngu, tức coi giống như đần. Kẻ tu đạo phải đạt tới mức đại trí mà giống như ngu đần có thể đếm được. 28. Ít tư định huệ, song mỹ vô cực. Dịch: định huệ gia tăng cùng đẹp vô vàng. Giảng: im lìm và sáng tỏ cùng hòa hợp, lay động và tĩnh mịch đều giống nhau, cho nên nói song mỹ vô cực tức cùng đẹp muôn vàng. 29. Nhược định trung niệm tưởng, đa cảm chúng tà, yêu tinh bách mỹ, tùy tâm ứng kiến. Dịch: nếu như trong lúc định còn nghĩ ngợi dẫn dơ, quyến luyến tà khí, dấn dương trăm mối, yêu ma sẽ theo đó mà xuất hiện liền. Giảng: nếu như đem tâm cầu hình tướng, các hình tướng liền ứng hiện, tà ma thảy đều dành nhau tới nhiễu loạn. 30. Sở kiến thiên tôn, chư tiên, chân nhân thị kỳ tường giả. Dịch: được thấy thiên tôn, chư tiên, chân nhân thì là điềm tốt lành dậy. Giảng: nếu như thấy các đấng thiên tôn, tiên chân, thần tướng xuất hiện tuy là điềm tốt lành, song không được hí hửng mong men tới gần. 31. Duy lịnh định tâm chi thượng, khoác nhiên vô phú, định tâm chi hạ, khoáng nhiên vô cơ. Dịch: trước khi định phải làm sao cho tâm trống vắng không gì che phủ, sau khi định, tâm rỗng rang không gì ngăn cản. Giảng: ý niệm trước không sinh gọi là vô phú, tức không nảy nở, ý niệm sau không giấy gọi là vô cơ, tức không mầm mống. 32. Cựu nghiệp nhật tiêu, tân nghiệp bất tạo. Dịch: nghiệp cũ ngày một tiêu tan, nghiệp mới chẳng gây thêm. Giảng: thói tật kiếp trước đều diệt trừ được hết gọi là nghiệp cũ ngày một tiêu tan, tâm không còn động nên gọi là nghiệp mới không gây. 33. Vô sở quái ngại, quýnh thoát trần luân. Dịch: không còn chỗ trở ngại, thoát xa cái lồng trần thế. Giảng: nhất quyết không nhiễm nên nói là không còn chỗ trở ngại, cởi gỡ mọi trói buộc nên gọi là thoát xa cái lồng trần thế giam giữ. 34. Hành nhi cửu chi, tự nhiên đắc đạo. Dịch: chịu khó thực hành những điều vừa nói trên lâu tự nhiên đắc đạo. Giảng: không ngừng để trí theo dõi cùng quyết tâm thực hành những điều đã chỉ dẫn gọi là hành nhi cửu chi, đúng lẽ hợp chân lý gọi là đắc đạo. 35. Phù đắc đạo chi nhân, phàm hữu thất hầu. Dịch: phàm những kẻ đắc đạo tất có được 7 điểm như sau. Giảng: phàm những kẻ đắc đạo, tâm lộ rõ 7 điểm tượng trưng như sau. 1. Giả tâm đắc định, dị giác chưa trần lậu. Dịch: kẻ tâm đạt định dễ thấy được các tính trần hiện ra. Giảng: tâm đạt thanh tịnh, thấy được hết các ý nghĩ phàm tục. 2. Giả túc tật phổ tiêu, thân tâm khinh sản.
Dịch, kẻ trừ hết những thói tật kiếp trước, thân tâm nhẹ nhõm sảng khoái. Giảng, chân khí thanh nhẹ được như chân khí của bào thai còn nằm trong bụng mẹ. Tất cả những tật xấu vô phương sửa chữa từ trước tới giờ thảy đều diệt trọn. Tâm đạo hợp chân lý, thân mình nhẹ nhõm không già. 3. Giả điền yểu tổn, hoàng niên phục mệnh. Dịch, kẻ tự bồi bổ để khỏi chết sớm, sẽ hồi sinh trẻ lại. Giảng, xương cứng cáp tủy tràn đầy là điền bổ yểu tổn, giữ gìn dung nhan khiến cho khỏi già gọi là hoàng niên phục mệnh. 4. Giả duyên số dạng tuế, danh viết tiên nhân. Dịch, kẻ số mạng dài cả 10.000 năm gọi là người tiên. Giảng, sống lâu không chết, số mệnh kéo dài cả vạn năm, tên được ghi vào sổ tiên nên gọi là tiên nhân, tức người cõi tiên. 5. Giả luyện hình di khí, danh viết chân nhân. Dịch, kẻ luyện hình chất thành khí lực gọi là chân nhân, tức người thành đạo. Giảng, đạt được nguyên khí ban đầu gọi là luyện hình di khí, tức luyện hình chất thành khí lực. Tính tình chân chính vô vi gọi là chân nhân, tức người đắc đạo. 6. Giả luyện khí thành thần, danh viết thần nhân. Dịch, kẻ luyện khí thành thần gọi là thần nhân, tức người đạt đạo. Giảng, chân khí thần thông, âm dương không thể đo lường, nên gọi là thần nhân, tức người thông suốt đạo. 7. Giả luyện thần hợp đạo, danh viết chí nhân. Dịch, kẻ luyện thần hợp làm một giới đạo gọi là chí nhân, tức người thành đạo. Giảng, tinh thần chân chính hòa hợp được giới đạo gọi là chí nhân, tức người đắc đạo, còn gọi là kim tiên, Như Lai. 36. Kỳ ư giám lực, tùy hậu ích minh. Dịch, sức đạo soi càng mạnh, quả khí càng sáng rỡ. Giảng, cái sức soi rọi kêu là giám lực, tức chiếu sáng hoài không dứt. Sự sáng gia tăng gọi là ích minh, tức sáng mãi không ngừng. Tóm lại, sức đạo càng mạnh, quả khí càng sáng rỡ vậy. 37. Đắc chí đạo thành, huệ nải viên bị. Dịch, tu tới mức thành đạo, trí huệ ắt tròn đầy. Giảng, nếu như bổn tính đạt đạo, trí huệ sáng sủa tròn đầy, muôn pháp đều thông. 38. Nhược nải cửu học định tâm, thân vô nhất hậu, xúc linh uế chất, sắc tạ phương không, tự dân huệ giác, hữu xưng thành đạo giả, cầu đạo chi lý, thực sở dị nhiên. Dịch, nếu như học định tâm đã lâu mà không có được một chút thanh điển, tuổi tác thêm cao, thể chất suy nhược, sắc diện phai tàn mà còn tự cho là mình mở huệ giác cùng đắc đạo thì quả thực chẳng hợp lý chút nào. Giảng, thần sáng suốt hợp với lẽ đạo ắt đạt được chân lý, tâm cảm thấy không còn thân xác, xa rời sống chết. Kinh Tây Thăng, về Tây Trúc tức cõi Phật, có nói, nếu như quên mất gốc rễ sinh thành làm sao có thể biết cội nguồn lý đạo. Bởi vậy kẻ học đạo mãi mà chẳng thấy có được chút thanh điển hẳn là công lực chưa tới mức, sự sáng đã mất tiêu. Tuổi tác thêm cao, thân thể suy nhược còn tự cho là mình mở huệ và đắc đạo thì quả thực chẳng thể có được. Bởi vậy phải nắm lấy thời gian, dũng mãnh tinh tiến. Thơ, trí khởi sinh u cảnh, quả phát sinh ư duyên, các cụ chân chủng tính, thừa lưu thất đạo nguyên, khởi tâm dục tức tri, tâm khởi tri cánh phiền, liễu tri tính bản không, tri tắc chúng diệu môn. Dịch, trí sinh bởi tại cảnh, lửa bốc lại do duyên, khắp chốn tính gieo giống, tràn lan đạo mất nguồn, động tâm ắt muốn biết, tâm động biết thêm phiền, rõ đặng tính không thực, hiểu rành cửa diệu quyền. Dương sinh cúi đầu lạy tạ Đức Thiên Tôn đã ân ban kinh báo, tai nghe chân kinh, nếu như những chỗ trí hiểu nổi, tâm thần rất thanh tịnh sảng khoái. Chúng sinh dưới gầm trời từ nay lại có thêm một cuốn chân kinh để có thể làm tấm gương soi sáng chung. Thiên Tôn mong những ai theo học đạo trong thiên hạ đều có thể học kinh định quán này. Những kẻ học tập thiền định cần phải tụng niệm để có thể tự nhập định thông chân lý. Nếu như có điều không thể bàn bạc chứng nghiệm nổi cũng đừng nên khinh thường. Tôi lại dẫn Dương Thiện Sinh tới thăm Điện Linh Tu nghe Linh Bảo cao chân thuyết pháp. Dương Sinh, thưa hay quá, cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Thiên Tôn. Điện Linh Tu lớn mênh mông,
không dương mùi tục lụy. Có rất nhiều bậc chân tu đạo cao đức rộng, vị nào vị nấy toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời, nét mặt đầy vẻ từ bi ân đức. Xin thỉnh vấn bậc cao chân, không rõ ngài đã tu luyện cách nào mà ngày nay đạt được quả vị này. Huyền Linh Kim Tiên, lành thay, tôi thành đạo đã được hơn 100 năm rồi, vốn sinh trưởng tại Tứ Xuyên, song thân lại qua đời từ thuở tôi còn thơ ấu, cho nên phải lang thang khắp chốn xin ăn, song lòng dạ không tham lam, chỉ mới lưng lửng bụng đã ngưng. Có một bữa nằm nghỉ bên lề đường, đại sư Mông Thánh Đức thâu nạp tôi làm đệ tử, truyền đạo ban pháp. Trải quá 10 năm khổ luyện, gặp bao phen ma quỷ thử thách mà vẫn không thối chí, nên mới đạt được thành quả như bữa nay. Dương Sinh, thưa ngài có thể tường thuật lại quá trình tu đạo của ngài để làm gương cho thế nhân noi theo không? Kim Tiên, việc hồng trần tôi chẳng còn thắc mắc, nên thiết nghĩ không cần bàn tới làm chi. Thiên Tôn, để độ người cứu đời, mong Kim Tiên cứ bày tỏ. Kim Tiên, thưa cũng được, không phải tôi thiếu lòng từ bi, song người đời khó độ. Nhớ lại quá khứ tu đạo của tôi thực là gian nan vất vả, chịu đủ mùi khổ cực đắng cay, uống nước lạnh, ngủ giường tre, khi tham thiền vận khí, nhập định xuất thần, trải hàng tháng hôn mê, bệnh mỗi ngày một tăng chứ không thuyên giảm, mình mấy ghẻ lỡ cùi hủi, bị thầy đuổi ra khỏi cửa, cơ thể suy nhược nhưng chí đạo vẫn vững bền. Sau thầy ban linh đơn uống vào, những chỗ lỡ loét ăn da non, đóng dậy khỏi dứt bệnh khỏe khoắn như xưa. Có một lần sử dụng thần lực chữa bệnh, bệnh nhân mỗi ngày một đông, có cả hàng ngàn người xin chữa bệnh. Quan phủ cho là tôi dùng bùa ngải mê hoặc tụ tập dân chúng liền bắt tôi bỏ ngục. Ở trong ngục tôi liền tọa thiền nhập định và đã thấy được rằng đó là nghiệp báo của nhiều kiếp trước tích tụ. Để tránh khỏi bị tù tội tại chốn âm ti sau này ác phải nhờ gông cùng thế gian giải trừ. Cho nên ở trong ngục không những lòng tôi chẳng chút oán hận, mà còn tĩnh tâm sám hối để mong được giải nghiệp, lấy việc tu hành để lập công chuộc tội. Sau nửa năm điều tra xong thấy tôi không có tội liền thả tôi ra. Một hôm vào buổi chiều trên đường về gặp một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời chắn đường tự nguyện giái lạy, tôn tôi làm thầy để cầu âm dương song tu. Những lời nói ra đều là những lời dâm đảng thiết tha gian nài, cử chỉ cực kỳ khiêu khích sự động tình, xác thân quá khiêu gợi dễ làm sa ngã lòng người. Tôi liền nghiêm giọng cự tuyệt, thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, nàng ôm chầm lấy vuốt ghe mơn trớn, nhưng tôi vẫn kiên định được đạo tâm. Cuối cùng nhắm không thể quyến rũ nổi tôi nàng mới bỏ đi. Sau này tôi được rõ nàng chính là ma nữ chuyên đem nhan sắc để thử lòng dạ kẻ tu hành. Quả thực là may mắn, dược ải mà thoát nổi cảnh ngục lặng trong biển tình ái ân dục lạc. Cho nên kẻ tu đạo phải rất thận trọng trong vấn đề này. Nếu gặp cảnh ngộ tương tự, phải nên tâm niệm ngay rằng xác thân quyền ảo, phấn trắng son hồng trang điểm đẹp đều cốt để làm mờ mắt mê đắm tâm hồn, quả là dao sắc giết người. Thơ: tu tâm tiên tác như thị quán, sắc tướng giai ảo hữu hà tham, tứ đại giả hợp vô thường hạn, khổ khổ liên thiên xuất thế nan. Dịch: tu tâm phải hiểu rõ căn nguyên, chớ có say mê cảnh hảo quyền, thân xác nay còn mai đã mất, chán đời khổ ải muốn thành tiên, chẳng đáng sợ lắm sao? Phàm những kẻ tu đạo ắt gặp nhiều hoạn nạn, giả lại để nghiệp chướng ba kiếp tiêu tan, cho nên ta phải sẵn sàng hân hoan chấp nhận để cho yêu ma khảo đảo. Khuyên người đời tu đạo, gặp nạn ma hành ốm đau khổ sở, hoặc thân thể cửa nhà đổi thay tan nát, chớ có nản lòng thối chí, một sớm ngã gục ắt là ma thắng đạo bại vậy. Tôi tu tới mức tiêu trừ được nghiệp chướng, phát hiện được tâm linh nguồn cội, thoát xác bay thẳng lên cõi đại la tiên cảnh, muôn kiếp sống tiêu dao, cùng các kim tiên trao đổi ánh hào quang của đạo, vĩnh viễn thoát dòng luân hồi. Tế Phật, vì thời giờ có hạn thầy trò tôi phải trở lại thánh hiền đường. Cảm tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị Kim Tiên đã ban ân chỉ giáo. Thiên Tôn, tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, lạy tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị Kim Tiên, xin cáo từ. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này.
Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của Thiên Đường Du Ký. Vì đây là video khuyến thiện, nên quý vị tùy ý chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.